tức tần tật vì Lãnh Thanh, bạn trai nam em, từng đóng cảnh 18 với Chi Thanh Hằng, Chi Bu. Có bạn gái là Hoa Khôi nam em, Lãnh Thanh sở hữu body săn chắc và khuôn mặt điển trai thuộc hàng cực phẩm. Sau loạt ồn ào tình ái, cuối cùng nam em đã chính thức công khai hẹn hò với diễn viên Lãnh Thanh. Trong clip tâm sự chuyện tình cảm, Lãnh Thanh cho biết anh say sóng vì tính cách của nam em rất thu hút. Bạn trai nam em còn hứa sẽ bảo vệ và che chở cho cô trước những sóng gió sắp đến. Được biết, Lãnh Thanh sinh năm 1993. Anh là diễn viên triển vọng của làng điện ảnh Việt. Bạn trai nam em sở hữu vẻ ngoài cực ấn tượng và lối diễn xuất tự nhiên. Trong năm 2019, nam diễn viên liên tục ghi dấu ấn khi đóng nam chính của nhiều bộ phim như Thưa Mẹ Đi Con, Chị Em. Đặc biệt, Lãnh Thanh đã từng gây sốt khi đóng cảnh 18 cộng với cả Thanh Hằng và Chi Bu trong bộ phim Chị Em. Về đời tư, Lãnh Thanh là người vô cùng kín tiếng. Trước khi công khai hẹn hò nam em, anh chưa từng đề cập đến chuyện tình cảm trước công chúng. Body sáu múi săn chắc, khó chê được của bạn trai nam em. Lãnh Thanh rất tự tin khoe body sáu múi chuẩn không còn chỉnh, nụ cười tỏa nắng là vũ khí giúp Lãnh Thanh chinh phục được Hoa Khôi nam em. Lãnh Thanh và nam em, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ mới của showbiz. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí.